Kính chào quý vị và các bạn đến với tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 22 tháng 5 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Mở đầu cho chuỗi tin nóng ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin về diễn biến của vòng chung kết AFF Cup 2024. Việc AFF Cup 2024 sẽ tổ chức vào cuối năm, một vài câu lạc bộ đã tuyên bố không nhả quân lên tuyển đá AFF Cup 2024 vì dồn sức đá giải châu Á. Phía Singapore cụ thể là hai câu lạc bộ Lion City Steelers và Tambay Rovers đã tuyên bố không thể nhả quân lên tuyển đá AFF Cup 2024. Tương tự, nhiều câu lạc bộ của Malaysia, Thái Lan và Việt Nam cũng sẽ xung đột quyền lợi giữa câu lạc bộ và đội tuyển do phải tham dự các giải châu Á cấp câu lạc bộ vào cuối năm. Theo các giải đấu phiên bản mới của AFC mùa bóng 2024-2025, có 3 giải đấu châu lục cấp câu lạc bộ của Nam, gồm AFC Champions League Elite, AFC Champions League 2 và AFC Challenge Cup. Bóng đá Singapore đã dính chắc hai câu lạc bộ mạnh nhất của Singapore ở thời điểm này là Lion City Steelers và Tampines Rovers, và họ đã tuyên bố AFF Cup 2024 diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 không phải lịch thi đấu của FIFA, nên họ không nhả quân lên tuyển mà dồn sức vào lực lượng đá AFC Champions League 2. Điều đáng nói là câu lạc bộ này của Singapore chiếm 2 trên 3 tuyển thủ quốc gia. Tương tự, câu lạc bộ vô đối của Malaysia là Johor Darul Tazim sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cũng bảo toàn lực lượng cho giải đấu cấp câu lạc bộ. Các câu lạc bộ của Indonesia, nhất là Thái Lan, có nhiều suất đá giải châu Á và Việt Nam cũng sẽ dính các giải châu Á cấp câu lạc bộ. Thường thì những câu lạc bộ có suất dự giải châu Á là những câu lạc bộ mạnh lại sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, nên xung khắc đã lộ rõ khi giải khu vực dành cho đội tuyển quốc gia không trực thuộc lịch FIFA lại kéo dài 1 tháng. Còn giải châu Á thì mùa tới có đến 3 giải cấp câu lạc bộ. Cụ thể, các lượt trận 5 và 6 của AFC Champions League 2 rơi vào ngày 26 và 28 tháng 11, ngày 3, ngày 5 tháng 12, tiếp tục các trận đấu ở AFF Cup 2024. Cầu thủ ở đội tuyển quốc gia là phải ở đội tuyển, không thể phân thân giữa hai giải liên tiếp cấp câu lạc bộ và màu áo đội tuyển xen kẽ nhau. Singapore đã nghĩ đến con đường là chọn đội tuyển trẻ quốc gia đá AFF Cup 2024 vì quá nhiều trụ cột trong đội tuyển thuộc hai câu lạc bộ trên của họ. Đó mới chỉ là Singapore, các nền bóng đá mạnh khác của Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia cũng vướng lịch thi đấu dày đặc và nhất định sẽ có xung đột quyền lợi xảy ra. Có điều giải đấu AFF Cup không trực thuộc lịch FIFA nên câu lạc bộ có quyền hợp pháp từ chối nhả quân lên tuyển. Khổ thay Đông Nam Á, nếu đưa lực lượng B đá giải thì không có thành tích. Sự khắt khe của AFC trong việc dựa vào thành tích truyền thống của câu lạc bộ để duyệt suất tham dự giải châu Á, thế là lại tiếp tục xảy ra xung khắc khác giữa câu lạc bộ, đội tuyển, giữa AFF và AFC, giữa giải đấu không thuộc FIFA và giải đấu châu lục thuộc cấp câu lạc bộ. Cũng liên quan đến vòng chung kết AFF Cup 2024, theo truyền thông Indonesia, việc gặp đội tuyển Việt Nam hiện tại không phải là thử thách lớn đối với đội bóng xứ vạn đảo. Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2024 hôm 21 tháng 5, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Bảng đấu này trùng hợp thú vị với vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, khi ba đội Việt Nam, Indonesia và Philippines chung bảng với nhau. Nhiều khả năng, đây cũng là ba đội cạnh tranh hai suất đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2024. Theo đánh giá của truyền thông Indonesia, đây không phải bảng tử thần. Chuyên gia của CNN Indonesia nhận định cơ hội để đội bóng xứ vạn đảo vượt qua vòng bảng với vị trí đứng đầu là rất cao. Họ tính đến kịch bản Indonesia dẫn đầu bảng B, thắng đội nhì bảng A ở bán kết và giành quyền vào chung kết. Thực tế, cuộc cạnh tranh ở bảng A khó hơn, có 3 đội từng vô địch AFF Cup là Thái Lan, Malaysia và Singapore phải loại nhau, bảng A mới là bảng tử thần, không phải bảng B. CNN Indonesia nhận định, những thành công của bóng đá Indonesia trong vòng 1 năm qua là yếu tố giúp người hâm mộ xứ vạn đảo tự tin. Lứa cầu thủ giành huy chương vàng SEA Games 32 được bổ sung những ngôi sao châu Âu nhập tịch, trở thành nòng cốt của đội tuyển Indonesia. Với lực lượng này, họ vượt qua vòng bảng Asian Cup xếp thứ 4 tại vòng chung kết U23 châu Á. Đội tuyển Indonesia không còn là kẻ bại trận, không có hy vọng ở AFF Cup. Ngược lại, Indonesia bây giờ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Quan điểm này là logic vì Indonesia đánh bại đội tuyển Việt Nam 3 lần liên tiếp ở Asian Cup và vòng loại World Cup. Trước đó gặp nhau ở AFF Cup 2020-2022, Indonesia chỉ có được trận hòa khi áp dụng lối chơi dựng xoay buýt. Khi chơi tấn công, kết quả là thất bại. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, Indonesia có thể đứng đầu bảng B, sau đó thắng đội nhì bảng A để vào chung kết, rồi vô địch, trang tin của Indonesia phân tích. Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia trong 3 trận gần nhất, do đó đây là đối thủ đáng gờm nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ở vòng bảng AFF Cup 2024. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc vừa nhậm chức vài tuần trước vẫn tự tin rằng ông và các học trò có thể giành chiến thắng nếu có sự chuẩn bị tốt. Cũng sau lễ bốc thăm, huấn luyện viên tuyển Thái Lan nhận định sức mạnh tuyển Việt Nam, Indonesia tại AFF Cup 2024. Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đối thủ Malaysia, Singapore, Campuchia và đội giành chiến thắng trong cặp đấu Brunei và Đông Timor. Ở hai kỳ gần nhất, đội bóng xứ chùa vàng đều đăng quang ngôi vô địch. Chia sẻ về điều này, huấn luyện viên EC cho biết,
Ở kỳ trước chúng tôi là nhà vô địch và tôi biết người hâm mộ và cả đất nước Thái Lan mong muốn chúng tôi tiếp tục làm được điều này. Tôi muốn làm người Thái Lan hài lòng bằng cách cố gắng vô địch ở giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Masatada Ishii trả lời phỏng vấn sau lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2024. Khi được hỏi về việc có áp lực không khi Thái Lan đang là đội giàu thành tích nhất giải đấu với 7 lần đăng quang, chuyên luyện gia người Nhật Bản cho biết, nếu để hỏi về áp lực thì tôi không cảm thấy áp lực cũng khiến tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều để chiến đấu. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà các huấn luyện viên đội khác cũng vậy. Nhận xét về đội bóng Đông Nam Á, huấn luyện viên Ishii cho biết, các đội bóng đều có sự phát triển, cải thiện rất nhiều, trong đó có tuyển Thái Lan. Tôi muốn làm mọi thứ để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Thái Lan, nhất là ở trong khu vực Đông Nam Á. Về đội bóng mới nổi Indonesia, huấn luyện viên Ishii cho biết, ở kỳ đấu trước, tuyển Indonesia đã thi đấu và tạo ra kết quả rất tốt. Gần đây, trình độ của họ cũng đã tăng lên đáng kể. Tôi nghĩ đội tuyển quốc gia của họ cũng sẽ ngày càng tốt hơn kể từ bây giờ. Về tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Ishii chia sẻ, tôi không muốn nói nhiều đến huấn luyện viên Kim Sang-sik, bởi khi một đội tuyển thay huấn luyện viên sẽ có những điều tích cực và cả những điều không tốt. Tôi chưa từng đối đầu với Kim Sang-sik nên chưa biết nhiều về chiến thuật của ông ấy. AFF Cup 2024 sẽ không nằm trong thời gian FIFA Days giống như vòng loại World Cup hay Asian Cup. Chính vì thế, Thái Lan và Indonesia khó có thể gọi đầy đủ các cầu thủ nhập tịch về thi đấu, khi đó sức mạnh của họ cũng ít nhiều bị suy giảm. AFF Cup 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 theo thể thức sân nhà sân khách. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt ở vòng bảng, mỗi đội đá 2 trận sân nhà và 2 trận trên sân đối phương tính điểm xếp hạng. Còn tại Việt Nam, nhằm chuẩn bị thật tốt cho những chiến dịch trong năm 2024, sáng ngày 22 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam bổ nhiệm 3 huấn luyện viên và đội ngũ trợ lý của ông Kim Sang-sik. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo các huấn luyện viên Lê Đức Tuấn, Lưu Danh Minh và Ngô Việt Trung tham gia ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Đây là 3 cái tên mới nhất được hé lộ trong đội ngũ trợ lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn giúp câu lạc bộ Phù Đổng tới chức vô địch giải hạng nhì 2018, giành quyền lên hạng nhất năm 2019. Ông Tuấn cũng là một trong 22 chuyên gia người Việt Nam sở hữu chứng chỉ huấn luyện viên cấp cao nhất trong hệ thống của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC. Trước khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, ông Lê Đức Tuấn là trợ lý huấn luyện viên trưởng tại Hà Nội FC. Cựu tuyển thủ quốc gia này từng được bổ nhiệm là huấn luyện viên trưởng tạm quyền của đội bóng thủ đô tại AFC Champions League. Trong khi đó, huấn luyện viên Lưu Danh Minh thường xuyên góp mặt trong ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo. Huấn luyện viên thủ môn Ngô Việt Trung làm việc ở câu lạc bộ Bình Phước và nằm trong đội ngũ trợ lý của ông Philippe Chuzier ở đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam gần đây. Trước ba trợ lý huấn luyện viên người Việt Nam kể trên, VFF đã ký hợp đồng với ông Choi Won-won và Giang Hoàng Hàn, đều là người Hàn Quốc. Và nếu chuẩn bị kỹ càng, chúng tôi sẽ có kết quả tốt trong hai trận đấu này. Sáu để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, đối đầu với Philippines trên sân nhà ngày 6 tháng 6 và Iraq trên sân khách ngày 11 tháng 6. Đội tuyển Việt Nam cũng vừa xác định được đối thủ ở vòng bảng AFF Cup 2024 sau lễ bốc thăm hôm qua. Ông Kim Sang-sik và học trò sẽ đối đầu Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Và đây cũng là thông tin cuối cùng của chúng tôi trong ở giải đấu này. Nào cũng vậy thôi, tôi luôn đặt mục tiêu sẽ giành ngôi vô địch. AFF Cup 2024 sẽ rất khó nhằn với những đội tuyển